Anh Quân ơi, để nói về sức mạnh của Easyba thì anh sẽ nói gì? Để nói về Easyba thì có thể gói gọn trong mấy ý như sau. Thứ nhất, Easyba là một trong số rất ít đơn vị mà đang cung cấp bán hàng hóa mà áp dụng công nghệ vào trong mô hình kinh doanh. Và khía cạnh thứ hai là như thị trường Nhật chẳng hạn, em cũng biết rồi đúng không? Easyba thì có một công ty vận chuyển là Easygo, thì hàng hóa từ Easyba có chúng ta có thể là tự vận chuyển và nhập khẩu từ các nhà máy về đến Việt Nam. Như vậy thì chi phí của Easyba là tối ưu nhất, nên giá cả đến tay khách hàng thì rất là tốt. Tiếp theo nữa này là điều thứ ba là ở Easyba thì có rất nhiều đối tác từ các nước, không chỉ là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Ba Lan và còn Pháp nữa. Nên là các mặt hàng của Easyba thì như em biết đấy, nó rất là đa dạng. Chúng ta có đang hiện tại thì đang kinh doanh đến 500 mã rồi, nhưng mà trong thời gian tới thì có thể lên đến hàng nghìn mã. Vì vậy các khách hàng có thể tha hồ lựa chọn những cái mặt hàng để mà kinh doanh. Tiếp theo nữa này là điều thứ ba là ở Easyba thì có rất nhiều đối tác từ các nước, không chỉ là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Ba Lan và còn Pháp nữa. Vì vậy các khách hàng có thể tha hồ lựa chọn những cái mặt hàng để mà kinh doanh. Điều cuối cùng mà cũng là điều anh cảm thấy là tâm đắc nhất, đó là khách hàng đến với Easyba thì sẽ không phải đi đâu nữa. Chúng ta thực hiện kinh doanh đối với hỗ trợ khách hàng từ 5 sản phẩm với đồng vốn từ 500k. Hơn nữa với cái mức là 10 triệu thì khách hàng đã có thể trở thành nhà phân phối. Đối với các đối tác lớn có thể hợp tác cùng Easyba mua những công hàng, nhập một công hàng, nửa công hàng thì Easyba cũng có thể cung cấp. Như vậy thì khách hàng đến với Easyba từ mức khởi nghiệp cho đến khi khách hàng lớn lên thì cũng đều có thể đồng hành với cả công ty ta.